Thôn quê Sài Gòn xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị câu chuyện Vị giáo sĩ bị tù không bản án. Ngày 4 tháng 5 năm 2017, Bộ Phong Thánh đã công bố sắc lệnh nhìn nhận vị tôi tớ Chúa này đã thực hiện các nhân đức đến mức độ anh hùng, để từ ngày đó Đức Cố Hồng Y Phan Xigo Xavier Nguyễn Văn Thuận được mang tước hiệu là Đấng Đáng Kính. Và đến bây giờ, chỉ cần một phép lạ nữa thôi để phong chân phước cho Ngài. Phần 1: Trung thành bài sai Thánh giáo Hoàng Phaolô thứ 6. Ngày 7 tháng 1 năm 1975, khi tỉnh Phước Long, một địa điểm chiến lược như cửa ngõ vào Sài Gòn bị thất thủ, đe dọa sự sống còn của miền Nam nước Việt. Trước tình hình quân sự như vậy, Đức cha Henry Lemaître, khâm sứ tòa thánh tại Việt Nam, đã trao đổi với Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Bình, tổng giám mục Sài Gòn, để phải tìm một giám mục phó giới quyền kế vị, đáp ứng một tiêu chuẩn không trẻ nhưng cũng không quá lớn tuổi, và tuân theo ý muốn có tinh thần sống chung và hợp tác với chính quyền mới của Đức Thánh cha Phaolô thứ 6. Mãi đến hơn 3 tháng sau, ngày 25 tháng 4 năm 1975, điện tín từ Vatican gửi đến Sài Gòn mới xác nhận việc bổ nhiệm này. Lúc đó, Nha Trang đã rơi vào tay nhà nước Cộng sản Bắc Việt. Mọi liên lạc với Đức cha Nguyễn Văn Thuận đều bị cắt đứt. Do đó, mãi đến ngày 7 tháng 5 năm 1975, Tòa Tổng giám mục Sài Gòn mới tiếp nối được liên lạc với Đức cha Nguyễn Văn Thuận để yêu cầu người vào ngay Sài Gòn. Vào được Sài Gòn, Đức cha Nguyễn Văn Thuận được hỏi ý kiến về việc bổ nhiệm này, và nếu ưng thuận thì bàn giao sứ vụ giám mục Nha Trang cho Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa. Cùng ngày 7 tháng 5 năm 1975, Đức cha Thuận trong tâm thư gửi cho hàng giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân giáo phận Nha Trang đã viết: Ngày 24 tháng 5 năm 1975, Đức Thánh cha Phaolô thứ 6 tuyên chuyển tôi về làm tổng giám mục phó Sài Gòn với quyền kế vị. Bổn phận tôi là cúi đầu tuân phục quyết định tối thượng của Đức Thánh cha. Ngày 12 tháng 5 năm 1975, Tòa Tổng giám mục Sài Gòn chính thức loan báo tin bổ nhiệm Đức cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận vào chức vụ tổng giám mục phó với quyền kế vị. Cái gọi là nhóm cấp tiến gồm trên dưới 20 vị không đại diện cho ai và cũng không trực tiếp quản nhiệm các giáo xứ. Nhưng vì họ là thành phần trí thức liên lạc trực tiếp và ảnh hưởng tới những quyết định của Đức Tổng giám mục về cả về phạm vi đạo lẫn đời. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, tiếng nói của họ rất có trọng lượng, tay sai đắc lực cho cách mạng. Cộng sản Việt rất xảo quyệt đã đánh thắng Mỹ, giờ đây sử dụng giáo sĩ và giáo dân công giáo để khởi đầu việc trục xuất Đức Khâm Sứ Tòa Thánh khỏi Việt Nam và Đức Tổng giám mục phó về Nha Trang và sau đó 13 năm tù. Tiếng nói của họ trở thành tiếng nói áp đảo, ngầm chứa đe dọa đối với những ai không theo họ. Những người sau này vào cái thế của đa số thầm lặng như quy luật của các trò chơi chính trị. Theo đó, đã có một buổi họp tại câu lạc bộ Phục Hưng ngày 8 tháng 5 năm 1975, khoảng 20 linh mục đã soạn thảo thư gửi Đức Khâm Sứ, Đức Tổng giám mục Bình và Đức cha Thuận. Họ gồm các linh mục sau đây: Nguyễn Huy Lịch, Trần Tính, Trần Viết Thọ, Nguyễn Văn Trinh, Quỳnh Văn Huệ, Trần Xuân Lai, Nguyễn Quang Lãm, Đinh Bình Định, Trần Thái Hiệp, Nguyễn Thiện Toàn, Hoàng Kim, Nguyễn Văn Hòa, Trương Bá Cần, Quỳnh Công Minh, Hoàng Giang Thiên, Thanh Lãng, Dương Đình Bích. Ngày 12 tháng 5 năm 1975, lại có một buổi họp khác và đã đề cử những người sau đây đi gặp Tổng giám mục Bình và giám mục Thuận, gồm 8 người, trong đó có Thanh Lãng, Hoàng Kim, Dương Đình Bích, Phan Khắc Từ, vân vân. Trong phiên họp ngày thứ 6, ngày 27 tháng 6 năm 1975, tại Dinh Độc Lập cũ, trụ sở Ủy ban Quân quản, thành phố Sài Gòn Gia Định, kéo dài từ 15 giờ đến 19 giờ, Đức cha Nguyễn Văn Thuận đã đối diện với 3 cán bộ cao cấp của Ủy ban Quân quản cùng các người công giáo. Đối với chính quyền Cộng sản, sự thuyên chuyển độ một tuần trước khi họ tiếp thu Sài Gòn vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 là bằng cớ âm mưu giữa Vatican và các đế quốc. Để trả lời sự cáo buộc đó, người đã lập lại sự dân phục trên: đã được bổ nhiệm thì tôi bó buộc phải dâng lời, không thể làm khác. Một người trong nhóm cấp tiến, linh mục Thanh Lãng cho rằng không thể chấp nhận Tổng giám mục phó Nguyễn Văn Thuận đứng đầu giáo phận là vì ông là giám mục nổi tiếng chống cộng.
Đó là một sự phản đối hoàn toàn mang tính chính trị. Xin ghi nhận Linh Mục Thanh Lãng đã kể lại sự việc từ lúc bắt đầu như thế nào trong tài liệu đánh máy 39 trang, đã hối hận và xin thứ lỗi về việc đã làm đối với Đức Hồng Y đáng kính Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận trước khi chết. Linh Mục Trần Du đã biện luận trước Ủy ban Quân quản, quyết định bắt Đức Giám Mục Nguyễn Văn Thuận rời Sài Gòn không thể thi hành được. 2 triệu dân Công giáo không chấp nhận. Đức Giám Mục Nguyễn Văn Thuận không có quyền từ chức. Vậy thì chính quyền có thể giết ngài, có thể giết cả tôi, có thể bỏ tù ngài hay bỏ tù tôi, nhưng không thể tự ý trục xuất Đức Giám Mục Nguyễn Văn Thuận ra khỏi Sài Gòn. Có người cho rằng nếu tòa thánh sớm bổ nhiệm để Đức cha Nguyễn Văn Thuận có mặt tại Sài Gòn trước ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì mọi chuyện đã yên ổn với chủ nhân mới Sài Gòn. Mọi chuyện không đơn giản như vậy, vì sao đây là lý do thứ hai và chính yếu vì các đức cha khác không vị nào có. Phần 2, cháu của ông Ngô Đình Diệm. Đó là một lý do không ai trong chúng nghĩ đến, nhưng đó là sự thật mà người Mỹ và những kẻ gây ra ngày 1 tháng 11 năm 1963 đã giúp Cộng sản chiến thắng ngày 30 tháng 4 năm 1975. Ngày 15 tháng 8 năm 1975, Ủy ban Quân quản mở cuộc họp tại nhà hát thành phố để cáo buộc tội đức cha Nguyễn Văn Thuận sau lưng người. Khoảng 350 giáo sĩ, tu sĩ được mời buộc nghe. Ủy ban Quân quản muốn ngừa tránh mọi phản ứng của người dân đối với vụ bắt đức cha Thuận. Trước đó, Đức Tổng Giám Mục Nguyễn Văn Bình và Đức Tổng Giám Mục Phó Thuận được đưa đến Dinh Độc Lập lúc 14 giờ. Tại đó, khi đi qua hành lang để đến phòng họp, Đức cha Bình đi trước, Đức cha Thuận đi sau. Lúc đó, một công an chặn Đức cha Thuận lại và nói: "Anh đi lối này và lôi người đi mất luôn." Khoảng 30 phút sau, do chỉ thấy tướng trà nói chuyện du dơ, Đức cha Bình hỏi: "Thưa Thượng tướng, còn chuyện gì cần nữa không?" Tướng trà trả lời: "Thôi, cụ ra về được rồi. Đức cha phó của tôi đâu, mời ngài cùng về. Như cụ thấy, chế độ này là chế độ cộng sản. Tên Thuận là dòng dõi Ngô Đình Diệm, chúng nó chống cách mạng, từ trong trứng chống ra, nên không thể để nó ở đây được." Sau đó, Đức cha Thuận bị bắt và đem đi trên một xe hơi, có 2 công an kèm theo. Trong cuộc hành trình dài 450 cây số, trên đường không có một ai, Đức cha biết mình đang mất tất cả. Ra đi với chiếc áo chùng thâm, trong túi có một cổ tràng hạt, người chỉ còn biết phó thác cho Chúa quan phòng. Giữa bao lo âu ấy, người vẫn thấy có một niềm vui lớn. Hôm nay là lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời và Chúa muốn Đức cha hãy trở về với điều cốt yếu. Sau đó, Đức cha đã bị giam giữ nhiều nơi khác nhau. Trong đó, có 9 năm bị biệt giam cho đến ngày 23 tháng 11 năm 1988 được thả tự do và bị quản chế tại Hà Nội. Năm 1993, nhân việc bổ nhiệm Đức cha Nicolas Quỳnh Văn Nghi, Giám mục Phan Thiết về nhận nhiệm vụ giám quản Sài Gòn ngày 22 tháng 9 năm 1993, ông Trương Tấn Sang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, đã gửi thư cho Đức Tổng Giám mục Nguyễn Văn Bình, có nhắc lại việc bổ nhiệm Đức cha Nguyễn Văn Thuận như sau. Như cụ đã biết, năm 1975, chính phủ ta đã không chấp nhận ông Nguyễn Văn Thuận về giáo phận thành phố và dứt khoát sẽ không bao giờ chấp nhận. Vì ông Nguyễn Văn Thuận đã từng gắn bó với một gia đình có nhiều nợ máu với nhân dân, và bản thân ông Nguyễn Văn Thuận cũng có một quá trình lâu dài và tinh vi chống phá sự nghiệp giành độc lập và bảo vệ độc lập dân tộc. Ngày 5 tháng 7 năm 2013, tiến trình phong chân phước cho vị tôi tớ Chúa đã hoàn thành ở Tổng giáo phận Roma. Nhân dịp này, nhà phê bình văn học Nguyễn Hoàng Đức được Hội đồng Giáo Hoàng Công Lý và Hòa Bình mời tham dự lễ bế mạc phần điều tra tại giáo phận, đã bị công an sân bay Nội Bài tại Hà Nội chặn lại, không cho xuất cảnh sang Bangkok, Thái Lan trên đường đi Roma, Ý đại lợi. Ông Đức kể cho ông Mạc Lâm, phóng viên Đài Á Châu Tự Do biết, khi làm ở phòng tôn giáo Bộ Công an, người ta có đối sách về Đức cha vì một tội rất to là cháu của Ngô Đình Diệm, và sự về Sài Gòn làm phó tổng giám mục là để lót ổ lên tổng giám mục, nên người bị chuyển ra Bắc. Tại sao với 2 tội nặng này và bị giam giữ 13 năm, trong đó có những năm biệt giam, nhưng Đảng Cộng sản không dám đem Đức cha ra tòa xét xử? Trong thời gian 13 năm ở tù không bản án,
bắt chước Thánh Phaolô, cha đã viết thư cho các giáo đoàn về kinh nghiệm sống đức tin, mục vụ, tu đức. Đó là ba tập sách Đường Hy Vọng năm 1975, Đường Hy Vọng Dưới Ánh Sáng Lời Chúa và Công Đồng Vatican II năm 1979, Những Người Lữ Hành Trên Đường Hy Vọng năm 1980. Phần 3: Thi Hành Sứ Vụ Tuyên Úy Trong Lao Tù. Trại tù Khổ Sai ở trại Phú Khánh, Đức Cha bị giam trong một phòng không có cửa sổ, phải đi qua ba lớp cửa trong một hành lang mới đến khí trời. Vào đó nóng cực kỳ, tôi ngột ngạt và cảm thấy trí óc mất sáng suốt dần dần. Cuối cùng là mê man. Có lúc người ta để đèn sáng như ban ngày, lúc khác lại nằm trong bóng tối. Buồng vừa nóng vừa ẩm đến nỗi tôi xuống nằm dưới nền, còn nấm thì mọc lên trắng cả chiếc chiếu của tôi. Lúc nằm trong tối tăm, tôi thấy có một lỗ dưới vách, ánh sáng lọt vào, tôi lết đến kê mũi vào đó để thở. Lúc nào trời mưa, nước ở ngoài ngập, những con trùng ở ngoài bò vào, có cả giun và có lần có cả con rết dài. Dù thấy vậy nhưng tôi yếu mập quá không làm gì được. Tôi cứ để cho chúng bò quanh, ngày nào nước xuống thì chúng lại bò ra. Sau này hai linh mục bị giam cách tôi hai lớp cửa đã thuật lại cho tôi biết. Một hôm cô Thanh, cấp dưỡng, đã mở cửa cho chúng con ra, đứng nhìn Đức Cha nằm dưới đất và bảo: "Cho hai anh nhìn thấy ông Thuận, ông sắp chết. Nhưng trong cơn cơ cực này, Chúa đã cứu tôi. Tôi phải chọn Chúa, chứ không phải việc của Chúa. Chính Chúa muốn cho tôi ở đây, chứ không phải nơi khác. Khi bị bắt, tôi phải ra đi tay không, đi ngay lập tức. Ngày hôm sau, tôi được phép viết cho những người thân để xin những thứ cần thiết nhất như áo quần, kem đánh răng. Tôi viết: "Xin vui lòng gửi cho tôi một chút rượu thuốc để chữa bệnh đường ruột." Các tín hữu hiểu ngay. Họ gửi cho tôi một chai nhỏ đựng rượu lễ, bên ngoài có ghi thuốc chữa bệnh đường ruột, còn bánh lễ thì họ giấu trong một ống nhỏ chống ẩm thấp. Giám thị hỏi tôi: "Ông bị bệnh đường ruột hả?" "Phải. Đây, có ít thuốc cho ông đây." Tôi không bao giờ có thể diễn tả hết niềm vui lớn lao của tôi. Mỗi ngày, với ba giọt rượu và một giọt nước trên lòng bàn tay, tôi cử hành thánh lễ. Và đó cũng là bàn thờ, là nhà thờ chính tòa của tôi. Đó là liều thuốc đích thực cho linh hồn và thân xác tôi. Thuốc trường sinh bất tử, thuốc giải độc để khỏi chết, nhưng luôn được sống trong Chúa Giê-xu. Như Thánh Ignacio, thành Antioquia đã nói: "Mỗi lần như thế, tôi được dịp giăng tay và đóng đinh mình vào thập giá với Chúa Giê-xu và cùng Ngài uống chén đau khổ nhất. Mỗi ngày, khi đọc lời truyền phép với tất cả tâm hồn, tôi làm lại một giao ước mới, giao ước vĩnh cửu giữa tôi và Chúa Giê-xu, hòa lẫn máu Ngài với máu của tôi. Đó là những thánh lễ đẹp nhất trong đời tôi. Tuy nhiên, cách dâng lễ mỗi nơi mỗi khác. Dưới hầm tàu thủy chở tôi ra miền Bắc, ban đêm tôi ngồi giữa mấy bạn tù, bàn thờ là túi có đựng đồ, dâng lễ Thánh Phanxicô, quan thầy của tôi, và cho các bạn chịu lễ. Lúc ở trại Vinh Quang, tôi phải dâng lễ trong góc cửa ban sáng, lúc người ta đi tắm sau giờ thể dục. Lúc đã quen với thời khóa biểu của trại, tôi dâng lễ ban đêm. Vì chúng tôi được chia thành từng đội 50 người, ngủ chung trên một láng gỗ, mỗi người được 50 cm, đầu đụng nhau, chân quay ra ngoài. Chúng tôi đã thu xếp để 5 anh em công giáo nằm quanh tôi. Đến 9 giờ rưỡi đêm, nghe tiếng kẽn là tắt đèn và mọi người phải nằm trong mùng mũi cá nhân. Tôi ngồi cúi sát xuống để dâng lễ thuộc lòng. Tôi đưa tay dưới mùng để chuyển mình thánh cho anh em chịu lễ. Chúng tôi nhặt lấy giấy ni lông, bọc bao thuốc hút để làm những túi nhỏ đựng mình thánh. Như thế, Chúa Giê-xu luôn ở giữa chúng tôi. Chúng tôi tin một sức mạnh, thánh thể, thịt máu Chúa làm cho chúng tôi sống. Ta đã đến là để chúng được có sự sống và sống một cách dồi dào. Như Manna nuôi dân Do Thái đi đường về đất hứa, thánh thể sẽ nuôi con đi cùng đường hy vọng. Mỗi tuần, sáng thứ sáu, có buổi học tập, tất cả 250 anh em phải tham dự. Đến lúc xả hơi, các bạn công giáo thừa dịp đó mang các túi ni lông đựng mình thánh đến chia cho bốn đội kia, mỗi người thay nhau mang trong túi áo một ngày. Những người tù biết có Chúa Giê-xu thánh thể đang ở giữa trại tù với họ. Chính Ngài an ủi, xoa dịu những khổ đau thể xác và tinh thần. Chính Ngài thêm can đảm chịu đựng cho họ. Ban đêm, họ thay phiên nhau làm giờ thánh.
Sự hiện diện thinh lặng của phép thánh thể biến đổi họ cách lạ lùng. Nhiều người Công giáo trở lại sống đạo đức hơn. Nhiều anh em không Công giáo tìm hiểu phúc âm và lãnh phép thánh tẩy trong trại cải tạo hoặc sau lúc được tự do. Nhà tù trở thành trường dạy giáo lý. Không có gì cưỡng lại được tình yêu Chúa Giê-xu. Đêm tối của ngục tù trở thành ánh sáng, hạt giống đã đâm chồi dưới đất đang lúc trời giông tố phong ba. Những ơn trọng này do Chúa Giê-xu thánh thể chứ không phải do sức loài người. Trong ngục tù chủ nghĩa vô thần ngụy trang trại cải tạo đầy hận thù, nhờ ơn Chúa Thánh Thần, Đức Cha Nguyễn Văn Thuận đã có thể kết bạn với cai ngục, những người quen hành hạ tù chính trị bằng nhục hình hoặc các biện pháp tâm lý ác hiểm. Đức Cha kể, ở trại giam Phú Khánh, một đêm tôi đau quá, thấy một người gác đi qua, tôi kêu, tôi đau quá, xin anh thương tình cho tôi thuốc. Anh ta đáp, ở đây chẳng có thương yêu gì cả, chỉ có trách nhiệm. Đó là bầu khí chúng tôi ở trong tù. Một đêm đông lạnh quá, không ngủ được, tôi nghe có tiếng nhắc. Tại sao con dại thế? Con mang tình thương Chúa Giê-xu trong tim con. Hãy yêu thương họ, người cai tù, như Chúa Giê-xu đã yêu con. Sáng hôm sau, Đức Cha bắt đầu mến họ, yêu mến Chúa Giê-xu trong họ, tươi cười với họ, trao đổi đôi ba câu nói. Ngài tìm cách trò chuyện, khơi gợi sự tò mò nơi cai ngục. Lúc bị biệt giam, trước tiên, người ta trao cho 5 người gác Đức Cha. Đêm ngày có 2 anh trực, cứ 2 tuần đổi một tổ mới để khỏi bị tôi làm nhiễm độc. Một thời gian sau, không thay nữa, vì cấp trên nói, nếu cứ thay riết thì sợ công an bị nhiễm độc hết. Thật vậy, để tránh nhiễm độc, mấy anh không nói với tôi, chỉ trả lời có hoặc không. Người muốn lịch sự vui vẻ với họ, họ vẫn lạnh lùng. Phải chăng họ ghét cái mác phản động nơi người? Tất cả áo quần đều đóng dấu 2 chữ lớn cải tạo kể từ ngày bước chân vào trại Vinh Quang ở Bắc Việt. Tôi thuật lại những chuyến đi ra nước ngoài, cuộc sống, văn hóa, kinh tế, khoa học kỹ thuật, tự do dân chủ ở Canada, Nhật Bản, Pháp. Những câu chuyện đó kích thích tính tò mò của họ, dục họ đặt nhiều câu hỏi. Tôi luôn luôn trả lời, dần dần chúng tôi trở thành bạn. Họ muốn học sinh ngữ Anh, Pháp tôi giúp họ. Từ từ, họ trở thành học trò của tôi. Bầu khí nhà giam đổi nhiều, quan hệ giữa họ với tôi tốt đẹp hơn. Thậm chí cả những ông sếp công an thấy tôi đối xử chân thành, không những họ xin tôi giúp các chiến sĩ học hành ngoại ngữ, nhưng họ còn gửi cá cảnh khác đến học. Đức Cha sống theo lời Chúa Giê-xu dạy, điều gì con làm cho một người bé mọn nhất trong anh em là làm cho chính ta. Phần 4. Người tù không bản án. Bị bỏ tù không bản án thì việc ra khỏi nhà tù cũng không giống ai. Đức Cha đã viết trong 5 chiếc bánh và 2 con cá như sau. Một hôm trời mưa, tôi đang thổi cơm trưa, tôi nghe điện thoại của chiến sĩ trực reo. Biết đâu có tin gì cho tôi. Đúng rồi, bữa nay là lễ Đức Mẹ dâng mình vào đền thánh 21 tháng 11 mà. 5 phút sau, anh chiến sĩ trực đến. Ông Thuận ơi, ông ăn chưa? Chưa ạ, tôi đang thổi cơm đây. Ăn xong, ăn mặc sạch sẽ, đi gặp lãnh đạo. Lãnh đạo là gì nào vậy? Tôi không biết, tôi chỉ được báo thế. Chúc ông may mắn. Tôi đã được đưa đến nhà khách chính phủ và tôi đã gặp ông Mai Chí Thọ, Bộ trưởng Nội vụ, Bộ Công an. Sau lời chào hỏi xã giao, ông Bộ trưởng đã hỏi, ông có nguyện vọng gì không? Thưa có, tôi muốn được tự do. Bao giờ? Hôm nay. Ông Bộ trưởng có vẻ ngạc nhiên, thường tình phải có thời gian cho cơ quan nhà nước xếp đặt. Nhưng hôm nay là lễ Đức Mẹ nên tôi tin chắc và xin như vậy. Để đánh tan bầu khí lúng túng và ngạc nhiên ấy, tôi nói. Thưa ông Bộ trưởng, tôi ở tù lâu lắm, suốt 3 đời giáo hoàng Phaolô thứ 6, do An Phaolô đệ nhất và do An Phaolô đệ nhị. Về phía xã hội chủ nghĩa thì tôi đã ở tù 4 đời tổng bí thư Liên Xô. Rê nhép, Andropov, Chernenko và Gorbachev. Ông Bộ trưởng bật cười và nói, đúng, đúng. Ông quay qua bảo người bí thư, hãy liệu đáp ứng nguyện vọng của ông. Trong lòng tôi vui mừng tạ ơn Đức Mẹ Maria vì không những được tự do mà còn được cả dấu chỉ. Chắc mẹ tha tội tôi cả gan thách đố mẹ. Từ khi còn ở trong nước hay lúc bôn ba nơi đất người, rất nhiều lần khi còn là Đức Cha,
hay Đức Hồng Y, giáo sĩ Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã yêu cầu nhà nước Việt Nam đưa người ra trước tòa án nhân dân để được biết tại sao người đã bị giam tù trong 13 năm. Tội thứ nhất thì vô lý, tội thứ hai thì nực cười. Thông tin thêm để hiểu rõ hơn về ngài. Ngày 2 tháng 11 năm 1963, khi nhận hung tin hai người cậu Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu bị thảm sát, linh mục Nguyễn Văn Thuận không tin một người như cậu Diệm lại phải chết thê thảm như thế, và cha rất phẫn uất. Hiền mẫu của cha, bà Ngô Đình Thị Hiệp, tìm cách trấn an con và đưa về sự thật bằng những lời lẽ ôn tồn. Cha quan sát mẹ, sức lực còn tốt trước những đau đớn bà phải chịu. Bà đứng dậy và đi đến bàn làm việc, mở ngăn kéo để rút ra một tờ giấy trắng. Bà kéo tay con vào nhà nguyện và nói: đã đến lúc con phải đọc tờ này. Mẹ đã cất giữ một thời gian khá dài. Cha Thuận ngừng nơi cửa nhà nguyện để đọc. Cha nhận ra ngay những dòng chữ của cậu Diệm, đơn sơ như chữ trẻ viết, rõ ràng, những chữ ô thật tròn, các khoảng cách đều đặn. Đây là bản chính ghi những lời tuyên khấn ngày 1 tháng 1 năm 1954 tại tu viện Thánh Andre ở Bỉ. Văn kiện ghi rõ tên thánh của cậu là Odilon. Đôi tay cha run lên. Thật tự nhiên khi cậu chọn tên này mà lễ mừng đúng ngày 1 tháng 1 hàng năm. Sự chọn này còn là một điều tiên tri. Thánh Odilon là thánh bổn mạng những người tị nạn và những người lánh nạn, và Tổng thống Diệm đã nỗ lực hoàn thành trong 9 năm từ 1954 đến 1962 để giúp gần 1 triệu người Việt miền Bắc vào lập nghiệp ở miền Nam tự do. Thánh Odilon đồng thời là đấng sáng lập lễ cắt đẳng linh hồn ngày ông Diệm trở về nhà cha. Bà Hiệp nói bằng một giọng nhẹ: cậu con đã hiến trọn đời cho tổ quốc, thật không gì bất thường cho sự vì quốc vong thân, là người đã khấn cho Thiên Chúa. Như vậy không có gì là quá đáng khi Chúa gọi cậu về nhà cha. Linh Mục Thuận cúi đầu dâng lời và đi theo mẹ vào nhà nguyện và nghĩ rằng: lạy Chúa, con tin rằng Chúa đã chết trong tay con người. Sự chết đã cứu rỗi con, nhưng vì những lý do nào mà cậu con đã phải chết như thế? Cha Thuận ngước nhìn mẹ. Bà bình tĩnh trước sự tàn sát dã man và sự qua đời của hai anh mình. Bà đang quỳ cầu nguyện. Cảm ơn quý vị đã theo dõi kênh Thôn Quê Sài Gòn. Quý vị nhớ bấm nút đăng ký kênh và bấm chuông để có thể xem được những video mới nhất của kênh. Lan Trinh, biên tập viên của kênh Thôn Quê Sài Gòn tại Hoa Kỳ, xin trân trọng kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.